Viet Hinh xin chào tất cả quý vị anh chị các bạn. Hôm nay Annie rủ Việt đi review các bạn. Mà căn nhà cũng remodel rồi, rất là đẹp, nhìn hình rất là mượt mắt. Mà vị trí tuyệt vời nữa. Vị trí là phải nói anh sao em? Hả? Walking distance là đi bộ qua park luôn, đúng không? Qua park nào? Tại vì đây nhiều park. Đó, đúng rồi. Coi như là từ cái này mà các bạn mà muốn đi ra cái My Square Park đó, đơn giản các bạn đi ra đầu ngay cổng mình các bạn, ra tới ngay đầu đường các bạn băng cross Adventure một cái là one kia là cái My Square Park luôn các bạn. Coi như từ cái nhà mình mà các bạn đi ra My Square Park đó, các bạn muốn ra ngoài tham gia event hoặc là tập thể dục gì đó, chơi golf, whatever you want. Literally from nhà này các bạn đi ra ngoài chắc 3 phút đi bộ các bạn. 3 phút ngay ở đây luôn. Ok, học khu ở đây tốt, trường xịn, trường tốt. Mà cái thành phố này là thành phố xịn nữa. Tức là vòng consider Little Sài Gòn có nhiều thành phố Westminster, Grand Road này nọ thì nó là thành phố xịn nhất cho khu người Việt của mình. Ai cũng mua nhà này, ai cũng muốn con cái mình được ở đây để đi học trường ở đây các bạn. Tại học khu trường ở đây được rating rất là cao và học khu tốt. Đó, cho nên là thành phố Fountain Valley chắc Viet Hinh không cần phải bàn tới các bạn. Mà những người nào tìm nhà ở Fountain Valley thì chắc nhắc đến cái công viên My Square Park thì không ai mà không biết được. Coi như là ở Fountain Valley là đối với người Việt mình là My Square Park là cái landmark. Đúng rồi. Phải ở gần My Square Park ở đây nhất, nó mới tuyệt vời nhất. Đúng rồi, nó gần Little Sài Gòn nhất. Tại vì ở đây là việc đi ra là quá gần với lại nhà hàng ăn. Đúng rồi. Nhà hàng Brodor, đúng rồi. The Box. Đúng rồi. Đi chợ thì có The Bell. Đúng rồi. Chợ Mom đúng rồi. Đúng rồi, em nói đúng. Ngoài ra thì còn provide được cho các bạn là trong cái khu này mình có hồ bơi. Đúng không? Và amenities, đúng rồi, hồ bơi và mình có cái khu barbecue riêng như em nói là mình muốn ra nướng này nọ chung. Đó, giải trí. Một điều nữa trước khi mình vô nhà thì muốn show mọi người coi là tại vì nhà townhouse thì thường mình có cái 2 xe gara. Đúng không? Thì nó giống như cái single này, mình có 2 xe gara này. Nhưng cái thích cái là một cái mà người ta luôn để ý khi mà ta mua nhà townhouse condo á là cái đậu xe. Mà cái đó phải chịu thôi, thì condo không thể nào mà đòi như single được. Nhưng mà việc biết là cái đậu xe ai cũng cần nhiều hơn là cái đó. Thì cái này mình tiện thuộc cái là từ cái nhà mình đi ra ngoài cái visitor parking thôi, coi như là right here luôn các bạn. Right here. Để cho các bạn coi. Hồi nãy Việt với em lại đậu xe Việt không biết. Về đậu xe ngay đây Việt đi vòng nguyên một vòng nhà. Đứa sao quay lại đây, cái xe đậu ngay đây vô đây là căn nhà em chửi Việt quá trời luôn các bạn. Kêu trời ơi sao đi chi cho xa vậy. Nhà mình gần xịt ngay máy đậu xe ngay đây nè các bạn. Đó. Mà các bạn coi rất là nhiều cái chỗ trong đậu xe luôn. Việt hình lại cái là cái èo này vô đậu thôi các bạn. Tại vì cái khu này đó, như là cái người listing agent nói là cái common parking spot đó rất là nhiều. Rất là nhiều common parking spot và rất là dễ kiếm. Thì cái đó là một cái điểm cộng nữa cho cái townhouse. Việc nghĩ tại vì như việc nói ai cũng muốn có nhiều chỗ đậu xe. Townhouse là vấn đề gia đình ở mà có trên 2 chiếc xe thì sẽ khó kiếm parking. Thì đó, cho nên là cái này được cái là nhiều cái visitor parking thì nó sẽ tiện cho mình vấn đề đó. Và được một cái nữa là nhiều căn townhouse từ chỗ mình mà đi ra tới cái visitor parking hơi xa. Còn cái này bước ra một cái là ngay đây luôn, lỡ mình có đậu, ví dụ mình về sớm mình tranh thủ nhiều hơn 2 xe, mình tranh thủ mình đậu đây trước, chờ hả kia cho ai về sau đậu. Mình đậu cái kịch đây mình đi vô nhà cũng được, rất là tiện. Ngon. Rồi các bạn. So bây giờ mời các bạn theo chân Viet Hinh và Annie nha, vào trong để mình check out nhà đúng cửa không nha. Lỡ lộn cửa hàng sớm. Đúng rồi. Vậy nghĩ chắc nhiều người lộn cửa nhà lắm, để nguyên bản luôn. The house for sale is next door. Đừng có đi vô lộn nhà này nha. Mà chỗ này set up hơi đi lộn thiệt. Ok. Ưa cái cửa này ghê, cái cửa màu xanh. Rồi, Việt biết Annie thích màu này. Xanh nó có nhiều cái gray màu xanh. Nhưng mà đúng cái màu xanh này là cái màu xanh Annie thích. Tại vì Việt thấy gì để ý thấy Annie mặc những cái quần áo màu này nhiều lắm. Đúng rồi. You like this color. Chiếc xe cũng màu này. Đúng rồi, but exactly this green. I'm talking about this green right here, right? Ok, rồi, mời các bạn vào. Get behind the wheel again. I gotta see your face, I miss you. Miss you, I miss you. Rồi các bạn. So welcome inside. Ok, căn nhà này địa chỉ là 10761 đường Cobalt Court. Bước vào một cái là mình vô ngay vào cái không gian phòng khách các bạn. Đúng rồi, là living room liền. Mà em vô cái nhà này cái cảm giác đầu tiên hồi nãy em vô em thấy sao? First impression. Thoáng nè, mát nè, ánh sáng rất là nhiều. Chính xác. Chưa bật đèn là mình đã thấy rất là nhiều ánh sáng. Rất là nhiều ánh sáng, chính xác. Vì cũng nói thật nha, Việt hơi bất ngờ là căn nhà này nó nằm trên thị trường 52 ngày. Thật sự Việt hơi bất ngờ, nằm hơi lâu. Với kinh nghiệm của Việt á, Việt chưa lại coi, đương nhiên hình ảnh nhiều khi nó lừa tình. Đúng không? Mình lại coi thực tế mới biết được. Nhưng với Việt nhìn cái hình này nó không, căn nhà này không thể nào mà tại được. Tại vì Việt nhìn cái dàn cửa sổ biết nhà rất là nhiều ánh sáng tự nhiên và rất là thoáng. Cho nên cái lý do duy nhất Việt có thể nghĩ được là chắc là do cái giá họ đang hơi cao. Đồng ý là remodel ngay My Square Park này nó mà họ đang tới 750 thì đương nhiên ở đó có nhiều người họ sẽ suy nghĩ. Mà 750 giờ nhích lên chừng 100 ngàn nữa là lấy được căn single, hiểu không? Đó, cho nên là nó cũng hơi khó. Việt chỉ nghĩ cái đó là cái vấn đề duy nhất thôi. Và đương nhiên có một cái vấn đề nữa là cái này thì Việt nghĩ cái này thì nói thiệt là đối với Việt thì Việt không care đó. Tại vì mà Việt biết rất là nhiều những cái người trẻ như mình ở đây á, millennials á, họ không có care cái này đâu. Nhưng mà Việt mình làm trong nghề thì anh này biết mà, rất là nhiều anh chị cô chú lớn tuổi là phong thủy thì không thích bước vô một cái cầu thang chạy ở cửa chạy ra cửa. Đó là tiền đó hết. Hoặc là họ nói là đi té xuống lộn ra ngoài luôn. Việt không biết lộn ra ngoài, xà lộn ra ngoài chứ ủa thường cửa đóng mà. Nhưng mà anyway thì cái này thì tùy người thôi. Vì không, thật sự đối với Việt á, bước vô cái cảm giác chính của nhà là chính. Mình vô mình thấy thoáng, mình thấy thích không? Chứ còn mà chị nói thiệt cái này mà nó đúng hết. Thật sự hồi nãy mình chưa bật đèn, mình cũng cảm thấy rất là thoáng, cái nhà rất là sáng. Cái color nè, với lại bây giờ họ sắp xếp mọi cái thứ rất là minimal. Đúng, chính xác. Tông màu rất là sáng. Chính xác luôn, cái tông màu họ remodel Việt rất là thích. Làm rất là hiện đại nha. Và nó làm cái nhà rất là sáng từ cái màu sàn họ chọn. Và sàn này toàn bộ là brand new vinyl flooring nha. Cái này vinyl chứ không phải là laminate. Màu sàn rất là sáng, màu tường này nó cũng sáng, đèn này nó reset light là thu qua nguyên căn nhà làm sạch sẽ hết rồi, rất đẹp. Mà cửa sổ này có một cái fireplace nhỏ nhỏ xinh xinh nữa thôi. Đúng rồi, ngay cửa vào đây mình lại có một cái fireplace luôn các bạn, có một cái bếp sưởi rất là ấm cúng cho phòng khách. Mà ăn coi cái dàn cửa sổ, hỏi sao căn nhà này nó không sáng được khi mà cái cửa sổ nó ăn gần như nguyên một cái tường. Rồi thêm cái lửa đập bồ đòn sao trong cái kitchen nữa. Cái là họ maintain ở ngoài cũng rất là sạch luôn. Đúng, thì Fountain Valley mà khu nói chung là cái HOA ở đây là nó làm việc tốt. Chỉ nói nhiều chỗ cây cỏ không quét, rồi người ở đó người ta ở người ta không có văn minh. Cái này nó thật, ví dụ họ dẫn chó họ đi rồi đi trên cỏ này nọ mà họ không hốt, trời ơi nó hôi nó dơ, rất là ghét những cái khu đó. So bước vô một cái là không gian phòng khách hay các bạn, nhỏ nhắn xinh xắn. Thì diện tích phòng dining room, phòng ăn là ngay kế bên đây luôn, ngay cái bên luôn nha các bạn. Đó, liền với phòng khách. Bây giờ đó thì nói là 2 phòng tắm chứ thật sự là nó 1,5 các bạn. 1,5. Yeah. Thì có nghĩa là một cái full bath trên lầu, và ở dưới nhà thì đương nhiên mình có một cái half bath là cái powder room, là dùng để cho khách khứa đồ đi, họ không có cần phải đi lên lầu đi mà ngoài khách qua chơi. Đó, không cần đi lên lầu đi. Mà ở đây thì nó không có xâm nhập vô cái riêng tư của mình. Dạ, thì mời các bạn vào đây để check out cái half bathroom này các bạn. Right here, right across from the dining room là cái half bath trong đây. Thấy không? Mình có cái toilet ở đây và bên đây là cái sink. Đơn giản, nhỏ gọn, tuyệt vời vậy thôi. Đó. Ủa này là gì vậy em? Này là closet thôi mà đúng không? Người dị tưởng để máy sấy máy giặt trong đây. Mình sẽ có máy sấy máy giặt riêng đó là chắc chắn, người ấy nằm trong gara. Sau tiếp tục mình đi vô các bạn là mình hit vô cái kitchen liền. Mọi người có how you feel in here. Rất là sáng luôn. Đúng. Rất là sáng luôn. Cái kitchen nhỏ gọn. Mà coi nè, nguyên cái tường bên đây là cửa sổ không, có kiến không. Mà có sliding door nữa. Sliding door, đi ra ngoài có cái backyard riêng của mình để enjoy ở ngoài nữa em. Thích, Việt thích cái townhouse là cái chỗ đó. Tại nó tiệm cận gần nhất với một cái single family cho những cái nếp hết có thể. Đó, kitchen đây nè, đá là đi gạch quartz hết các bạn, màu trắng luôn. Rất là sáng sủa, rất là thanh tao. Mà họ đi cái detail màu gold của họ. Đúng rồi, accessory ha. Gold handle này nọ, giống style Việt thích đây. Trắng và gold nè. Đó, các bạn thấy không? Rất là sạch sẽ, nhỏ gọn, xinh xắn. Và appliance là stainless steel mới hết. Mà công những cái kitchen nhỏ gọn vậy mà vẫn nhét được một cái dishwasher cho mình. Có nhiều cái là không có dishwasher luôn. Coi như là mình có đầy đủ một bộ y chang nhà single. Máy hút, microwave, bếp stainless steel mới hết của Samsung. Và cái máy rửa chén luôn rồi. Chỗ đây là chỗ để tủ lạnh. Mà kitchen á, họ đi backsplash luôn nha em. Chứ không phải ở đây là tường đâu, tôi nhà đầu tư đi backsplash luôn nè. Đó. Đó, đầy đủ chỗ storage. Và hồi nãy mình nhắc cái vấn đề laundry. Thì laundry nằm ngay bên đây của cái kitchen các bạn. Như là bên đó là kitchen, vô giữa bên đây mình vẫn có một cái space rất là bự. Thật ra ở đây họ để cái ghế để trang trí như thế này. Chứ còn không á, thì ở đây mình có thể để một cái bàn nhỏ để ăn hay gì góc này nữa. Đúng không? Trải khá dài ra đây. Đó, và đây là cái station laundry các bạn, máy sấy máy giặt ở đây. Rồi, giờ mình... Ê, hồi mình để đèn sau đi, giờ mình trong nhà trước đi. Ok. Rồi. Bây giờ ok, mời em đi trước. Bây giờ mình theo chân em này với lại màn hình để mà lên lầu check out hai cái phòng ngủ với cái phòng tắm của ngôi nhà này nha các bạn. Let's go. À, cầu thang thì lót sàn hết rồi. Ê, nhưng mà cầu thang này sao Việt thấy hình như cái chất liệu trên cầu thang này nó là laminate hay gì á. It's different. Thấy không? Nó different nhưng mà cái màu nó about the same. Dạ. Ok các bạn, để bước lên cái mình có hai cái phòng ngủ trên lầu liền. Hay hai phòng ngủ hai bên, rất đơn giản thôi. Let's go. Cái này thì em này bước vô cái này trước để coi coi. Phòng ngủ khá rộng rãi đúng không em? Dạ. Rộng, phòng ngủ rộng chứ. Cái này là Jack and Jill. Ồ, thì đó hồi nãy em hơi confused chỗ đó không? Em đang suy nghĩ, ủa nếu mà anh này nó có một cái phòng master, chỉ cái phòng còn lại tắm làm sao? Không lẽ mỗi lần vậy phải bước vô phòng master? Thì cái design là Jack and Jill các bạn. Jack and Jill nghĩa là làm sao em có thể giải thích cho hai phòng ngủ share chung với lại một cái restroom. Có nghĩa là cái restroom nó nằm giữa, nó kẹp ở giữa hai phòng ngủ. Có thể hai phòng ngủ có access luôn. Ừ, giống như sandwich vậy không? Yeah. Kẹp miếng hem vậy à, thì hai phòng có đều có cửa access vô trong cái phòng tắm xài các bạn. Mà như nãy Việt nói đúng là cái phòng ngủ bự thiệt. Tại vì mình nhìn dưới mình biết rồi, anh thấy cái nguyên cái không gian chơi ở dưới. Thì cái trên lầu nó phải bằng với dưới chứ. Mà nó chỉ có hai phòng trên lầu thì nó nhìn cái không gian đó tách riêng hai phòng nó phải bự. Cái giường nó end right here, mình vẫn có nguyên một cái khoảng ở đây mà để đi qua đi lại thoải mái ở đây. Đặt cái bàn đây. Ừ, đó, bàn làm việc ở đây. Rất là rộng rãi mà cái dàn closet cũng rất là bự nữa em. Em coi nè. Double đó. Double closet luôn. Đâu, cái này đâu phải double. Cái này nó tới 4 cửa lần em. Coi như là nguyên một cái mảng tường bên đây là closet không nữa. Mà nó cao nữa, nhiều closet nó thấp mà. Cao, closet rất là bự. Mà hai phòng là y chang vậy luôn. Sau bây giờ mình đi vô cái Jack and Jill coi thử đi các bạn. Đó, thấy không? Double vanity. Double, tự nhiên nha. Double không? Hai sink đàng hoàng. Đó, ở đây mình có bồn tắm full, bồn nằm và có toilet ở đây. Rất là sạch sẽ đúng không? Rồi, em mở đèn lên. Em mở rồi, ok. Rồi, và bước qua bên đây thì là cái phòng tắm thứ hai của cái nhà. Đây các bạn. Phòng ngủ thứ hai. Ê lộn, phòng ngủ thứ hai của nhà. Lộn. Phòng ngủ thứ hai của nhà. Cái phòng kia đó thì có cái cửa sổ view ra ngoài cái backyard. Còn cái phòng này là in the front of the house, so mình view ra ngoài cái courtyard ở bên ngoài nè các bạn, có view ra cái khu common area này rất là đẹp ha. Công nhận nhà sáng thiệt. Cửa sổ to, cửa sổ bự. Nhà hôm nay không sáng cửa sổ rất là bự mà cửa sổ là double pane window mới hết nha các bạn. Cửa sổ mới hết, sạch sẽ sáng sủa mà phòng rộng luôn. Cái phòng này em nghĩ cùng size bên kia ha. Bao the same size, exact the same luôn. Hai cái y chang. Closet rộng thiệt nha. Closet bự, mày nói em thôi. Closet rất là to. Mà bên kia còn một cái tủ nữa kìa. Mà không, thật sự Việt thấy cái closet rồi đâu. À, bên đây mình lại có thêm cái closet ở đây nữa, ngoài hai cái đó mình lại có thêm một cái diện tích closet đây nữa các bạn. Mà cái diện tích closet mình thấy cũng rất là quan trọng. Thì mình có nhiều quần áo, nhiều khi ít quá mình không có đủ chỗ để đồ, giày dép rồi nữa, không? Mình mua về phải có chỗ để chứ. Đó. So trên lầu thì diện tích là vậy thôi. Và ở đây thì mình đương nhiên có thêm những cái tủ với hallway để mình để đồ, timeless. Và nhà này là có central air luôn đó em. Central air conditioning đàng hoàng. Rồi, trên lầu thì chỉ đơn giản vậy thôi các bạn. Đèn đuốc đầy đủ rất là sáng sủa. Giờ mình ra check out cái backyard với lại cái garage nha. Ra đây để mình check out cái backyard một cái nha các bạn. Thì đây là cái backyard của nhà. Backyard là ở dưới được lót gạch hết rồi nha các bạn, chứ không phải xi măng nha. Lót gạch sạch sẽ hết. Và cũng có những cái mảng xanh, mảng vườn rất là đẹp luôn. Có những cây dừa kiển, hai cây rất là đẹp. Và như vì hình nói có central air ở đây. Đây cái unit central air rất là to nha các bạn. Các bạn nhìn đi, cái nhà nhỏ thôi nhưng mà unit rất là to, như là thổi hạ thành đông luôn đó các bạn. Và unit nhìn mới, rất là sạch sẽ luôn chứ không có cũ. Nhiều nhà unit cũ xì, nhìn hoài lắm. So, không gian backyard rất là rộng rãi nha, đủ chỗ cho các bạn để barbecue, để cái bàn enjoy outdoor activity, right? Ok. Mời mọi người theo chân Việt Hinh với Annie vào check out cái garage hai xe nha. Đó. Garage attached dính liền với căn nhà luôn. Thích cái chỗ này. Đúng. Tại vì á mua condo á là nó là carport. Bất tiện, nó carport. Hoặc là nó riêng ra, nó detach, mình phải chia với người ta. Nó không có cảm giác như một căn nhà. Ai mà căn nhà mà không muốn có gara riêng của mình. Tại cái chỗ đó đậu xe rồi nhiều khi mình chứa đồ của mình. Bước từ căn nhà ra, mình có sân riêng, mình có gara riêng. Còn khác gì đâu với căn single đâu. Chỉ có một cái là còn giáp tường thôi. Đủ 3 thùng đàng hoàng như nhà single, thấy không? Recycle, rác, và green. Trời ơi có green nữa. Ê, chị không hiểu cái đồ green cũng có nữa. Tại vì thường á, mấy cái cây là của community không à. Vậy cái green này biết cho gì không? Cho bác giờ. Cho bác giờ. Chính xác. Bởi vậy thùng green nhỏ xíu à. Mẹ không thể nào có nhiều được. Đầy đủ cho nên là tới ngày rác, xe rác cũng chạy vô đây luôn. Mình cứ kéo vô để trước cửa xong mình kéo vô thôi. Đủ rác rất là tiện. Đó. Thật ra hai xe sạch sẽ đàng hoàng, đi drywall hai bên rồi các bạn. Giờ hồi nãy em nói seller nhà này đang như thế nào? What do you think? Thí dụ có anh chị nào hứng thú mua thì... Bởi vì anh nghĩ trong cái thời điểm mà tất nhiên mọi người sẽ kiểu less competitive đúng không? Không có nhiều người đi mua nhà. Đúng rồi. Và seller họ sẽ rất là motivated, especially this home been on the market cho 52 ngày đúng không? 52 ngày. The seller rất là motivated. Dạ, và mới vừa giảm giá 25.000. Đúng, mới vừa giảm giá 25.000. Việc nghĩ là, nói thật là việc nghĩ cái vấn đề duy nhất của nhà này chỉ nằm ở cái giá thôi. Cho nên là nếu mà cái còn mọi thứ khác là việc thấy rất là thích, từ vị trí đến cái phong thủy, đến cái feel, cái remodel nhà, màu sắc. Vì không có gì để chê, thật sự. What do you think? Thật sự chấm lời bây giờ mọi người đang phân vân là tại vì nó hơi cao đúng không? Nhưng để mà mình đợi khi mà chấm lời nó rớt xuống thì cái demand của những người mua sẽ có nhiều hơn. So chính basically luôn, you're gonna be in a bidding war again, against price. Chính xác luôn. Yeah. So nhà này đó rất là mát luôn đó em. Đúng. Cái hướng này vì không biết hướng gì nhưng mà mình rất là thích. Hồi nãy lúc mà mình bước từ cái kitchen ra, bây giờ cái hot mình đứng gara có cửa nhỏ xíu mà gió nó vẫn thổi lồng lộng. Mát đã thiệt đó nha. Hồi nãy từ cái kitchen bước ra cái sân, oh my god, feel the wind, the breeze, that breeze beautiful. Man, mà cái đó nó tùy cái thế căn nhà, cái phong thủy. Phong thủy. Vì thích cái nhà nó mát vậy. Tại có những căn nhà đó cùng vì bảo đảm em luôn cùng một khu này. Nhưng mà nếu là căn nhà khác và nó nằm ở hướng khác, vì bảo đảm em bước ra, nó cái ánh sáng nó khác và cái khí nó khác luôn. Em thấy nhà này giờ gió thổi vậy chứ. Em đứng ở một căn nhà khác ở hướng khác cùng khu này vì bảo đảm em có thể em không có feel được cái wind như vậy đâu. Một lần nữa các bạn chốt lại nha. Căn nhà này bao gồm 2 phòng ngủ, 1,5 phòng tắm, rộng bao nhiêu? 1.161 square feet, HOA 339. Bao gồm gì em? Có luôn là pool và barbecue. Vị trí thì như thế nào em? Ở thành phố nè. Thành phố Fountain Valley nha mọi người, rất là gần với lại My Square Park, trung tâm người Việt của mình gọi là Brookhurst, bây giờ gọi là World Castle Adventure, là hầu như là quận nhất hả? Đúng rồi, quận gần nhất của Little Sài Gòn rồi. Đúng rồi, chính xác. Thì vị trí là quá tuyệt vời nè, entertainment. Vị trí quá tiện lợi, quá tuyệt vời luôn. Và giá listing hiện tại họ vừa mới giảm 25.000, chỉ còn 725.000 thôi nha các bạn. Cho nên là nếu mà mọi người hứng thú, ai muốn xem căn nhà này, hy vọng là lúc Việt Hinh bó cái video này lên nó vẫn còn available thì có thể liên lạc cho Việt hoặc là em để mà có thể set up appointment để dẫn mọi người đi coi căn nhà này nha. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều, cảm ơn anh chị các bạn rất là nhiều. Hôm nay là một ngày sau lễ Thanksgiving nhưng mà Việt Hinh với em cũng muốn gửi lời chúc Thanksgiving, Happy Thanksgiving đến mọi người. Chúc chúc tất cả các anh chị, tất cả mọi người một cái ngày lễ tạ ơn thật là hạnh phúc bên gia đình, và Việt Hinh mong mọi người nhận được tất cả những cái blessing available in this world, trên cái thế giới này, đến với cái bản thân của mọi người và cái gia đình của mọi người nha. Thank you. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều. I'll see you guys in the next video. Bye bye.